Xin chào anh Tuấn ở Đà Lạt nhé. Cây này thì em đã lắp ráp xong cho anh và đã test xong rồi anh em nhé. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh em biết những mặt hàng bên em nó bao gồm những gì, nó đẹp như thế nào để anh em còn biết mà để lựa chọn những sản phẩm đẹp và vừa ý mình anh em nhé. Đấy, thì em là Bảo Long BCB, em chuyên dòng condo và Elite đỉnh cao anh em nhé. Đây, combo win này là nó vừa mới ra lò, những bộ này anh em nhé, đấy vừa ra lò. Thì những cái mẫu mới ra lò đây thì em sẽ khắc luôn tên logo của em Bảo Long BCB anh em nhé. Đây, hai mặt đều là BCB Bảo Long anh em nhé. Đấy, thì tất cả những cái dòng mà quy bên em ấy nó rất chi là đẹp anh em nhé. Cái bộ này thì em sản xuất trước, nó ra trước, thành ra em lỡ khắc cái tên rồi mất rồi. Thì những cái bộ mà nó em cải tiến nó rất chi là nhiều, chẳng hạn như là em nói các bác như này nhé, cái bộ này bên trong của nó 100% nó là nhôm nguyên khối anh em nhé, nhôm nguyên khối, nguyên một cái mảng này là nhôm 7075, hàng siêu, gọi là siêu cứng đấy. Và bên trong này em chỉ là gắn cho các bác một cái thôi này, một cái vòng, gọi là vòng điện tâm để cho nó chống rung lách của cái tay của cái thoi đẩy này, tay đòn thì cũng thế, chống rung lách luôn cho anh em đấy, rất chì xịt đấy, ok cho anh em. Kéo lên kéo xuống này, đây, rất chì bám này, đúng chưa đấy, giật lên giật mãi mới được anh em nhé. Đấy, để nó đóng như này vào không được, bên trong này em có cho một cái sim, bên trong này em cho một cái sim âm trong này, sim này, này. Đấy, thành ra nó đẩy rất chì là kín anh em nhé. Đấy, coi rất chi nhảy. Cái buồng hơi thì em làm rất chi rộng rồi, buồng hơi nó nhá, rất chi rộng. Đây, buồng hơi này thì nếu mà buồng hơi trên thị trường của condo thì bác BCB kinh nghiệm là bác ấy có cái buồng hơi rất chi to. Nhưng cái này em làm hai buồng hơi, bên trên này một cái buồng hơi dài từ đây đến đây, đến xuống đây. Và đây một buồng, hai buồng hơi này nó to hơn rất chi nhiều, nó thừa rồi. Thật ra không thiết kế làm gì để to nữa anh em nhá. Đấy, co thì em rất chi chắc chắn. Đấy, bên này cũng là búa thì em làm thép 100%, còn những cái bộ phận này em làm tay đòn inox anh em nhé, inox lò xo rất chì khỏe đấy, 100% anh em dùng cái bộ quy này, mẫu mới bên em là phiên bản ít này, rất chì đẹp đấy anh em nhé. Để chống hàng nhái hàng giả thì em cứ khắc luôn cái tên của em, bên trong này thì em bỏ hết hệ thống sim âm, bên trong bỏ hết ra, em làm nhôm nguyên khối 100% chống xì luôn, thành ra là để cho anh giảm bớt những cái bộ phận bên trong này thì càng ít hư hỏng hơn. Đấy, bây giờ em thiết kế chỉ mỗi một cái ti đập và một cái lò xo trong này thôi, ngoài ra không có gì cả anh em nhá. Đấy, rất chỉ đẹp, combo quy ít phiên bản ít bên em. Đấy, thì anh Tuấn nhá, cây của anh em đã lắp lên xong từ anh Z rồi. Đấy, nhu cầu của anh là một cái van cricket này, bình carbon này, kính beta TMD này, và một cái combo quy nòng thì nòng khác với kép của bên em một một. Em có làm video cho anh xong rồi nhá, lát nữa em quay video này em sẽ ghép vào video đấy xong test thực tế cho anh em xem. Nòng giảm thanh nhĩ bít này, đấy, bán thì bán chữ A này, đấy, bán chữ A có đây, bán chữ A có tăng giảm lò xo bên trong này anh em nhá, gấp rút này, rất chì đẹp đấy. Bán này 100% là nhập tàu anh em nhá, bán nhập tàu không phải là bán của Việt Nam đâu anh em nhá, bán nhập tàu đấy, nó rất chì đẹp, rất chì xịn sò. Từ đây cái bán tàu nó chữ nghĩa này, sắc nét hơn này, đẹp hơn này anh em nhá. Đấy, cái lõi nhôm của nó cũng đẹp hơn đấy. Thành ra là anh em mua hàng bên Bảo Long thì em hứa lắp ráp với anh em như thế nào sẽ làm đúng nhu cầu của anh em như thế đấy anh em nhé. Đấy, thì video em kết thúc tại đây thôi. Đấy, anh em nào xem video của em hay có ích nhấn đăng ký kênh ủng hộ em Bảo Long. Thì anh em có nhu cầu đặt hàng thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên màn hình, lúc nào có nhân viên trực máy nhà anh em nhé. Xin chào anh em. Rồi, xin chào anh Tuấn Đà Lạt nhé. Em đang đi test cái cây quy ba lỗ của anh nhé, cây màu bạc. Em nhu cầu của anh lấy video 50m, em thực tế test 50m cho anh nhé. Đây, nhìn video nhé. Đây, phát đầu tiên đây, ui, nhằng nhịt lỗ. Đây, cái lỗ to này, test lỗ này nhá. Phân viên đầu tiên này, một viên vào lỗ chưa. Tôi chỉ vào lỗ đấy này em nhá, vào lỗ này nó sẽ bắn cái bụi xi măng ra. Thực tế cho anh nhá, em làm cái gì nó không thực tế. Đây, phát thứ hai vẫn vào đấy, phát thứ ba vẫn vào đây anh em nhá. Nhìn cái bờ tường nó hơi lem nhem lỡ nhỡ một tí anh em, em test nhiều quá anh em thông cảm cho em. Ở đây chỉ có mỗi cái điểm test thôi, không có cái điểm test nào khác đấy. Bây giờ em sẽ bêm cho anh về cự ly 50m nhá, xem an tâm nào nhá. Đấy, anh nhìn thấy cự ly 50m chưa? Đây, em lấy nét cho anh xem nhá. Đây, 50m đây. Đây, em bêm cho anh xem thử nó ăn nữa tầm số bao nhiêu nhá. Bề gần ăn tầm số bao nhiêu nhá. Gần tầm trên số 2. Sát tầm trên số 2 luôn anh em nhá. Thì bây giờ em sẽ bêm cho anh về mục tiêu thực tế những cái viên đá bé hơn nắp C2 nữa anh em nhá.
Viên đầu tiên này. Một viên này, chuẩn chưa? Viên thứ hai này. Súng ống đồng tâm đồng trục như thế là ok rồi anh em nhé. Viên thứ hai này. Chết. Viên thứ ba này. Thực tế cho anh em nhé. Mỗi chỗ 3 viên là ok rồi anh em nhé. Chết chưa? Vẫn còn nằm nhảy lên xong vẫn nằm như thế. Bắn luôn viên thứ tư này. Bắn phát thứ tư nhá. Nhảy lên rồi vẫn nằm trên cây gỗ. Chết. Ui. Vẫn sượt ra một tí anh em ạ. Nó bé quá, nó bé hơn cái nắp C2. Em là luôn luôn thực tế nhá, em không bao giờ có chuyện cắt ghép video mà thứ hai nữa. Em test chúng là chúng mà chặt là chặt nhá. Đấy, kinh nghiệm của mình bê ban đầu mình nói thật cho anh em. Chết luôn này, trúng chưa? Ok chưa? Đấy, bây giờ em sẽ bê về dây rô 20m xem thử cự ly nó ăn như nào nhá. 20m nhá. Đây, thực tế 20m chọn luôn này. Đấy. Xem thử nó ăn có dây rô nhá. Chết từ 20 lên 70. Đây, cái lỗ này, anh nhìn thấy cái lỗ này không? Đây, lỗ này luôn nhá. Ui, dê rô luôn bác ạ. 20m dê rô luôn anh em nhá. 20m là 70m là dê rô. Còn 50, từ 20 đến 50 nó sẽ ăn tầm khác. Đấy. Đây. Dê rô luôn này. Trúng chưa? Không có lỗ nào khác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ về. Em gói hàng cho anh Túc nhá. Đây, cây của anh em bóc ra. Cây của anh đây. Thực tế nó như thế này luôn. Không, anh để bảo em mà. Mấy cái khác bắn vào bố mẹ đây, cây của anh nhá. Đấy, thực tế.